Xin chào các bạn, mình đang quay video ở nhà vườn Đại Ninh để bán cây giống chất lượng. Hôm nay bên mình vẫn đóng đào thất thốn với lại các loại cây mai đỏ và hoa Tết và cây trồng ở vườn của trung tâm. Mình xin quay video để giới thiệu đến các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi ạ. Đây là kiện mai đỏ lục bình. Mai đỏ lục bình bên mình đang đóng vào kiện cho khách để chuyển đi tỉnh này. Còn trên xe này là có hàng đào thất thốn với lại có cả kim ngân lượng nữa. Kim ngân lượng, đào thất thốn thì ở trong này nó hơi mờ mình. Đó, có bông tiên nở hoa rồi. Cậu anh ơi, lấy cái rạch hộ chị một tí, cái này ra chị quay cho mọi người xem. Đây, đây kéo, cô cho anh ngay tay thế. Không sao cả, mình cái này mình đóng kiện hết rồi. Đây các bạn ấy chỉ bọc lại thôi. Mai đào thất thốn của nhà vườn Đạt Nhung, mình cho điện thoại và mình quay cho các bạn xem nhé. Hàng rất là đẹp này, nụ nhiều. Ở quay như thế này thì cũng hơi khó thật. Để mình rạch thêm đường trên này ra cho mọi người nhìn. Tí nữa mình cho anh em nó dán lại. Ở trong kiện thì sáng mình ra hơi muộn, các em mà đóng hết vào kiện rồi. Hàng rất là đẹp và nụ nhiều. Hàng của bên nhà vườn mình là nó phổng nụ hết rồi. Hàng nó phổng nụ và chín nụ. Mua hàng thì yên tâm nhé. Đó, mình quay ở trong đấy thì điện thoại nó nhìn thấy kỹ hơn là mình nhìn thấy. Thế còn vườn mình hôm nay về rất là nhiều hàng đẹp. Các loại cây trồng ấy. Đây là cau, cau lùn tứ quý. Hàng này là cho quả quanh năm. Chiều cao lên đến tận đỉnh của... Chị ơi, em lại đứng ở đây hội chị tí đã. Chiều cao lên đến cả 2 mét rồi, hơn 2 mét rồi ạ. Đó, chị đứng thẳng lên như thế để cho mọi người dễ nhìn hơn. Máy chị quay nó hơi mờ, chắc là do ống kính. Ok, cảm ơn. Gốc rất là to nhá. Đây là lô cau của nhà vườn Đạt Nhung để xuất đi cho khách hàng trên toàn quốc. Và dây buộc rõ ràng này. Khách nào đặt cây nào là mình cũng đánh dấu kỹ rồi. Với lại hàng này là hàng mình đánh bầu to, hàng dưỡng của vườn chứ không phải hàng ủ cây mướt đẹp đúng tuổi. Các bạn lấy thì liên hệ nhé. Và vườn của bên nhà vườn Đạt Nhung đầu xuân rồi nên rất nhiều các cái chủng loại cây. Bên mình đóng hàng gửi đi toàn quốc mà khách hàng có thể đến hoặc không đến cũng được. Bạn nào có nhu cầu lấy thì liên hệ sớm bởi vì hàng đẹp lắm mà chất lượng thì chuẩn nữa. Đây, ở đây còn một ít mai đỏ khách chọn lại chưa lấy này. Tết này, Tết đến nên là có rất là nhiều loại hàng hóa nữa. Rất là hay. Cầu to lắm. Nhìn ngoài nó to bự luôn. Ai lấy thì liên hệ sớm nhé. Cây nào là cây vỏ đơn của bà Nga ấy. Để bó bầu lại đi.